Xin chào quý vị và các bạn. Trong 3 ngày tới, các tỉnh Đông Bắc Bộ chịu tác động của không khí lạnh suy yếu và di chuyển ra biển, nên trời nhiều mây, có sương mù về đêm và sáng. Lúc này trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ. Còn ban ngày trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 23 đến 26 độ, có nơi cao hơn vào trưa chiều. Còn các tỉnh Tây Bắc Bộ ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, kết hợp với điều kiện địa hình đồi núi nên trời có nắng nhiều hơn, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 25 đến 27 độ, có nơi cao hơn, trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm. Nhìn chung, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động du lịch của người dân khi đến với Tây Bắc trong những ngày này. Đi sâu vào khu vực Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với điều kiện địa hình, mưa còn diễn ra rải rác với lượng nhỏ ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trong ngày 4 tháng 3, sau giảm nhanh về diện và lượng, nhiệt độ duy trì ổn định, cao nhất trưa chiều trong khoảng từ 23 đến 26 độ, có nơi cao hơn, trời rét về đêm và sáng. Tương tự tại các tỉnh ở phía Nam đèo Hải Vân, mưa xuất hiện rải rác ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi với lượng nhỏ trong ngày 4 tháng 3, từ ngày 5 tháng 3 mưa giảm nhanh và trời có nắng trở lại, nhiệt độ theo đó tăng nhẹ song vẫn ở dưới mức 30 độ, thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây. Với các tỉnh Tây Nguyên, thời tiết phổ biến trạng thái không mưa, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất ngày tiếp tục duy trì trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Còn về đêm và sáng, trời rét nhẹ với nhiệt độ thấp nhất ở dưới mức 20 độ. Với kiểu thời tiết như vậy sẽ rất thích hợp cho hoạt động ngoài trời của người dân, đặc biệt là các hoạt động du lịch tại đây. Còn khu vực Nam Bộ cũng đang trong những ngày đặc trưng của mùa khô khi các hình thế gây mưa trái mùa chưa xuất hiện, trời tạnh ráo có nắng nhiều. Trong ngày nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 35 độ, nắng nóng xuất hiện vào trưa chiều. Người dân cần chú ý có các biện pháp phòng chống nắng nóng để bảo vệ sức khỏe.